Angela Baby khiến netizen trố mắt vì màn giăn mặt Huỳnh Hiểu Minh khi bị trách móc vô trách nhiệm. Động thái mới đây của Angela Baby khiến netizen không khỏi bất ngờ. Được biết, trước đó không lâu, nữ diễn viên bị chồng cũ tố vô trách nhiệm với gia đình. Động thái trên được xem như lời đáp trả Huỳnh Hiểu Minh. Ngày 27 tháng 9, Angela Baby bất ngờ khi đăng ảnh cùng quý tử Bọt Biển Nhỏ gửi lời chúc đến người hâm mộ. Tết Trung Thu vui vẻ, chúng ta còn chưa cất cánh mà đồ ăn vặt cũng sắp hết rồi. Theo như những gì mà Angela Baby chia sẻ, netizen suy đoán rằng bức ảnh được chụp khi nữ diễn viên và Bọt Biển Nhỏ đang trong phòng chờ ở sân bay. Cư dân mạng cũng phát hiện chiếc áo khoác vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh đang mặc trùng với áo khoác mà cô từng mặc tại sân bay khi chuẩn bị sang tham dự tuần lễ thời trang Paris cách đây không lâu. Bên dưới bình luận, nhiều người dành lời khen cho Angela Baby là người mẹ có trách nhiệm với con cái, dù bận bịu vẫn đưa quý tử theo cùng trong chuyến công tác để dễ bề chăm sóc. Việc Angela Baby đăng ảnh cùng Bọt Biển Nhỏ trong thời gian này khiến không ít cư dân mạng nghi ngờ đây là động thái đáp trả của nữ diễn viên với chồng cũ. Được biết, cách đó không lâu, trong tập phát sóng mới nhất của nhà hàng Trung Hoa, Huỳnh Hiểu Minh đã có những chia sẻ đáng chú ý khi nói về cuộc sống làm bố đơn thân sau ly hôn. Tại đây, anh đã tiết lộ những khó khăn mình gặp phải trong quá trình nuôi dạy con cái. Anh thừa nhận cảm thấy bất lực khi không thể toàn vẹn chăm sóc con vì công việc bận rộn. Và cũng từ câu chuyện về Bọt Biển Nhỏ, cuộc tranh cãi hướng về Angela Baby bất ngờ nổ ra trên mạng xã hội. Nam diễn viên Tân Bến Thượng Hải khiến không ít các nghệ sĩ bất ngờ khi cho biết Bọt Biển Nhỏ, con trai anh và vợ cũ Angela Baby không may bị viêm phổi. Dù đã đưa con đến bệnh viện điều trị ngay khi phát hiện, nhưng tài tử Trung Quốc vẫn không thể chăm sóc cho quý tử một cách kỹ lưỡng. Anh thừa nhận bản thân mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần trong khoảng thời gian này. Huỳnh Hiểu Minh kể rằng tâm trạng anh rối bời khi trong thời gian ghi hình chương trình ở nước ngoài, mẹ ruột nam nghệ sĩ đã gặp tai nạn té ngã gãy xương khi đang phải chăm sóc cháu nội viêm phổi. Anh bày tỏ nỗi lo lắng khi mẹ bị thương nhưng vẫn phải chăm cháu vì không ai giúp đỡ. Vì để tiện có những người thân khác giúp đỡ chăm sóc Bọt Biển Nhỏ, bà đã phải đưa cháu nội về quê cùng. Mặc dù có sự quan tâm, hỗ trợ của gia đình, nhưng Huỳnh Hiểu Minh nhận thấy rằng không ai có thể thay thế được vị trí của bố mẹ trong lòng con cái. Anh cảm nhận sâu sắc sự cô đơn, bất lực sau khi ly hôn, đồng thời nhận ra trách nhiệm lớn lao trong việc nuôi dạy con. Những chia sẻ của Huỳnh Hiểu Minh trong chương trình đã thu hút sự chú ý và bàn tán sôi nổi của nhiều cư dân mạng. Nhiều người đặt câu hỏi, tranh cãi, Angela Baby khi đó đang ở đâu? Vì sao Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby không thuê giúp việc để hỗ trợ mẹ nam nghệ sĩ chăm sóc cháu? Một bộ phận netizen cho rằng, sau câu chuyện chia sẻ trên sóng truyền hình, nam nghệ sĩ đang ẩn ý trách khéo vợ cũ. Cách xưng hô của Huỳnh Hiểu Minh khi nói về vợ cũ được cư dân mạng quan tâm khi có sự thay đổi lớn. Thời còn mặn nồng, Huỳnh Hiểu Minh từng gọi vợ bằng tên thân mật, baby của tôi. Nhưng sau khi ly hôn, Angela Baby đối với Huỳnh Hiểu Minh giờ chỉ là mẹ của Bọt Biển Nhỏ. Bên cạnh những bình luận chỉ trích Angela Baby, không ít netizen lên tiếng bênh vực nữ diễn viên. Một số tài khoản cho rằng mỹ nhân Trung Quốc không giống như chồng cũ, chưa bao giờ công khai phàn nàn về việc chăm sóc con cái sau ly hôn. Hơn nữa, thời gian qua, Huỳnh Hiểu Minh mới là người liên tục vướng tin đồn hẹn hò sau nữ doanh nhân, người mẫu Diệp Kha, nam tài tử bị nghi đang yêu nữ diễn viên Triệu Sĩ Cẩn. Tuy nhiên, kể từ sau khi ly hôn Angela Baby đến nay, Huỳnh Hiểu Minh vẫn chưa bao giờ lên tiếng về những nghi vấn hẹn hò của mình. Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh chính thức ly hôn vào tháng 1 năm 2022, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm. Sau khi ly hôn, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh cùng nhau chia sẻ việc nuôi con. Theo tiết lộ, cả hai thỏa thuận với nhau về 3 nguyên tắc: không tranh chấp tài sản, không tranh cãi nuôi con và không bôi nhọ đối phương trên truyền thông. Dù bận rộn tới mấy, cả hai diễn viên nổi tiếng vẫn tranh thủ đưa con đi chơi. Ở đêm hội Weibo diễn ra vào tháng 3 năm nay, tâm điểm truyền thông đổ dồn vào Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby khi cả hai lần đầu đụng mặt ở một sự kiện giải trí sau ly hôn. Phản ứng của hai nghệ sĩ khi đối phương nhận được sự chú ý đặc biệt. Khi Huỳnh Hiểu Minh phát biểu, đạo diễn hình ảnh đã chĩa máy quay về phía Angela Baby. Cô bị bắt chọn hình ảnh mải mê trò chuyện với Dương Mịch, không quan tâm đến việc chồng cũ đứng trên sân khấu.